Đây là cán cán đề can hai mặt để dán lên tường. Đây cán mặt sau. Khổ là 1m27. Rất là to, không thể dùng máy được. Máy có một khổ 1m1 thôi. Buộc phải cán bằng tay. Tay phẳng như máy. Khổ 1m27. Khổ 1m27. Đây là cán đề can mặt sau. Bóc dán ra như là lớp băng dính hai mặt ấy. Dán lên tường. Đây là cái phần này là phần chưa cán này. Đấy, phần cán rồi nó sẽ có cái nổ. Nó sẽ phản quang. Phản sáng, phản xạ. Xong nó đẹp đấy. Khổ 1m27.